Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng phiên cuối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Tư, ngày 23 tháng 3 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng. Vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất ở hiện tại trong phiên giao dịch cuối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới thời điểm này quay đầu tăng trở lại, hiện tại tăng hơn 7 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ tăng là 0,39%. Hiện tại thì đang giao dịch ở mức 1.929 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.915,36 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.931,07 đô la Mỹ trên một ounce. Chỉ số đồng đô la Mỹ thời điểm này quay đầu tăng trở lại, hiện tại tăng 0,262 điểm và với tỷ lệ tăng là 0,27%. Hiện tại thì đang giao dịch ở mức 98,682 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,52%. Hiện tại thì đang giao dịch ở mức 42.174,16 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm quay đầu giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,88%. Hiện tại thì đang giao dịch ở mức 2,363% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô thời điểm này tiếp tục tăng mạnh. Hiện tại tăng 2,600 đô la Mỹ trên một thùng và với tỷ lệ tăng là 2,39%. Thời điểm này thì đang giao dịch ở mức 111,290 đô la Mỹ trên một thùng. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng thế giới hiện giao dịch ở mức 1.936,91 đô mỗi ounce, quy đổi theo giá USD ngân hàng, chưa tính thuế và phí. Giá vàng thế giới giao ngay có giá 53,81 triệu đồng mỗi lượng, thấp hơn khoảng 14,89 triệu đồng mỗi lượng so với giá vàng SJC trong nước. Trước bối cảnh, Nga được cho là đã sử dụng các loại vũ khí có mức công phá lớn hơn trong cuộc chiến với Ukraine vào cuối tuần trước. Điều này đã làm lu mờ sự kỳ vọng của các thị trường vào các cuộc đàm phán của Nga-Ukraine. Trong diễn biến mới nhất, châu Âu được cho là đang chịu sức ép cần phải có những biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng. Nhiều ý kiến cho rằng, giá vàng tăng còn do mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu tăng mạnh trở lại lên trên ngưỡng 110 USD mỗi thùng. Thị trường dầu mỏ được cho là đang bước vào đợt tăng giá mới khi nội bộ EU xuất hiện một số ý kiến cho rằng EU cần đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng của Nga. Về mặt kỹ thuật, những nhà đầu cơ giá vàng lên kỳ hạn tháng 4 có lợi thế kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn. Mục tiêu của nhóm này là đưa giá vàng lên trên mức kháng cự vững chắc ở mức 2.000 đô mỗi ounce. Trong khi đó, mục tiêu trong ngắn hạn của các nhà đầu cơ giá xuống là đẩy giá tương lai xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc ở mức 1.850 đô mỗi ounce. Mức kháng cự đầu tiên được nhìn thấy là 1.951 đô mỗi ounce. Mức hỗ trợ thấp nhất đầu tiên là 1.917,2 đô mỗi ounce. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước, để quý vị và các bạn có thể biết thêm. Về thị trường vàng trong nước ở điểm này, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất ở hiện tại trong phiên giao dịch cuối ngày hôm nay, để quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi và tham khảo thêm. Ở điểm này, giá vàng SJC trong nước thì cũng quay đầu tăng trở lại theo xu hướng của thị trường vàng thế giới. Tuy nhiên ở thời điểm này, các hệ thống kinh doanh lại điều chỉnh chiều mua vào tăng mạnh hơn so với chiều bán ra, do đó mà đã thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra. Hiện tại chỉ còn 700.000 đồng trên một lượng, thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.810.000 đồng, bán ra 6.880.000 đồng, tăng 250.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, tăng 50.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là tăng 25.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 5.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. SJC Hà Nội mua vào 6.810.000 đồng, bán ra 6.882.000 đồng, tăng 25.000 ở chiều mua vào, 5.000 ở chiều bán ra. SJC Đà Nẵng mua vào 6.810.000 đồng, bán ra 6.882.000 đồng, tăng 25.000 ở chiều mua vào, tăng 5.000 ở chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.790.000 đồng, bán ra 6.880.000 đồng, tăng 10.000 ở chiều mua vào, tăng 5.000 ở chiều bán ra. PNG Hà Nội mua vào 6.796.000, bán ra 6.880.000, tăng 16.000 ở chiều mua vào, tăng 5.000 ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.790.000, bán ra 6.860.000, tăng 25.000 ở chiều mua vào, giảm 25.000 ở chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.775.000, bán ra 6.855.000,
giảm 5.000 ở chiều mua vào, giảm 25.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.795.000, bán ra 6.870.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào, giảm 5.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.796.000, bán ra 6.870.000, tăng 14.000 ở chiều mua vào, giảm 5.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.820.000, bán ra 6.870.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào, tăng 10.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.830.000, bán ra 6.880.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào, 20.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.780.000, bán ra 6.860.000, giảm 40.000 ở chiều mua vào, giảm 30.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng TB Bengal mua vào 6.775.000, bán ra 6.855.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào, giảm 25.000 ở chiều bán ra. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác cũng điều chỉnh tăng, hiện tại tăng 250.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, tăng 50.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, và khoảng cách chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra cũng được rút ngắn xuống khoảng 700.000 đồng trên một lượng. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau: SJC Nha Trang mua vào 6.810.000, bán ra 6.882.000. SJC Cà Mau mua vào 6.810.000, bán ra 6.882.000. SJC Huế mua vào 6.807.000, bán ra 6.883.000. SJC Bình Phước mua vào 6.808.000, bán ra 6.882.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.810.000, bán ra 6.880.000. SJC Miền Tây mua vào 6.810.000, bán ra 6.880.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 6.810.000, bán ra 6.880.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.812.000, bán ra 6.885.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.810.000, bán ra 6.882.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.808.000, bán ra 6.882.000. SJC Phan Rang mua vào 6.808.000, bán ra 6.882.000. SJC Hạ Long mua vào 6.808.000, bán ra 6.882.000. SJC Quảng Nam mua vào 6.808.000, bán ra 6.882.000. Cuối cùng là giá nhẫn bột số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này, giá vàng nhẫn bột số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác thì tăng giảm đan xen trong khoảng từ 41 cho đến 100.000 đồng trên mỗi lượng, hay là trong khoảng 4.100 cho đến 10.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau: nhẫn bột số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.510.000, bán ra 5.600.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào, chiều bán ra không thay đổi. Vàng 4 số 9 mua vào 5.480.000, bán ra 5.560.000, giảm 10.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi. Vàng 24K mua vào 5.375.000, bán ra 5.505.000, giảm 9.900 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.985.4000, bán ra 4.185.4000, giảm 7.500 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào 3.056.8000, bán ra 3.256.8000, giảm 5.800 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 10K mua vào 2.133.8000, bán ra 2.333.8000, giảm 4.100 ở chiều mua vào và chiều bán. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng phiên cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.